Amida Phật. Kính thưa quý vị, sự tu tập của mình á, nó được ví như thế này nè. Chúng ta thấy mặt trời đã rọi tới đâu, hơi ấm có mặt ở đó và sự sống sẽ biểu hiện. Ta thấy cái hoa nó nở, nó sẽ hướng về ánh sáng mặt trời, giống như hoa mặt trời vậy đó. Và giống như dòng sông nó chảy tới đâu, phù sa nó bồi tới đó thì sự sống nó sẽ xanh tươi. Dễ hiểu hơn là giống như một người chăm sóc khu vườn, tưới nước. Thì hoa nó cũng nở, nhưng mà cỏ nó cũng lên rất là rậm rạp. Vì sao vậy quý vị? Mặt trời á, nó có năng lượng, cho nên gọi là năng lượng mặt trời. Nước nó cũng có năng lượng, cho nên nó tạo ý điện. Thì bản thân năng lượng là nó trung tính, nó không có phân biệt được đâu là cỏ, đâu là hoa, đâu là thứ mà mình cần, đâu là thứ mình không cần, đâu là tốt, đâu là xấu. Cho nên cái loài vật á, là cái loài mà nó thiếu đi cái chỗ này. Nó có cái năng lượng sự sống của nó, nhưng nó không phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu, để nó sử dụng cái năng lượng của nó theo ý nó muốn ở kiếp này cũng như là kiếp sau. Nhưng mà một con người thì mình có cái ân đức này, tức là mình có trí tuệ để mình phân biệt được là cái đúng và sai. Cái năng lượng của mình á, nó nên được sử dụng cho cái mục đích đúng. Thì cái đúng nó sẽ diễn ra với mình như là một kết quả sau này. Vì cái đúng hay cái sai á, nó vận hành theo cái luật của nhân quả của vũ trụ này đã được set up, đã được thiết lập rồi. Thì mình biết được cái đúng và cái sai để mình tránh cái sai và mình làm cái đúng. Để cái sai nó không có diễn ra như kết quả sau này, để mà mình phải hối hận với chính những gì mà hôm nay mình thực hiện. Thì mình tu hành tức là mình đi lên trên con đường đúng đến một ngày hoàn hảo. Ở trong cái quả A-la-hán á, thì chư thiên cũng không còn thấy được cái sai của một bậc thánh A-la-hán nữa, đúng một cách hoàn hảo. Khi cái tâm mình nó nghĩ tới đâu, nó hướng tới đâu, thì cái năng lượng nó phát sinh đến đó. Giống như cái mặt trời nó chiếu đến đâu là sự sống nó sinh sôi nảy nở đến đó. Cái tâm của mình ấy, nó giống như là cái năng lượng mặt trời, nó giống như năng lượng của dòng sông vậy đó. Giống như năng lượng của nước và lửa. Bản thân năng lượng đó nó không biết đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là đúng, đâu là sai. Mỗi lần mình tác ý là mình tạo ra một dạng năng lượng. Mình để cái tâm tới đâu là giống như cái mặt trời nó rọi tới đó. Mình suy nghĩ tới cái gì nó giống như cái dòng sông chảy tới cái chỗ đó. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái suy nghĩ của mình nó phải làm cái điều mà mình muốn, tức là nó đem đến bình yên, hạnh phúc, tự do và giải thoát cho mình. Nhưng không, sự đau khổ không ở đâu khác ngoài chính cái suy nghĩ của ta. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình đâu có bao giờ mình muốn làm mình khổ. Nhưng mà tại vì sao mình là khổ hoài với chính cái suy nghĩ của mình? Là bởi vì mình thiếu cái định. Tức là mình muốn nghĩ tới cái điều A, mình muốn có cái điều A, nhưng cái tâm của mình nó lại được huấn luyện bởi nhiều kiếp cũng như kiếp này, nó lại cứ nghĩ tới cái điều B. Và mình chỉ có cái điều B, cái điều mà mình không muốn. Và cái định lực ở trong tâm mình nó thiếu. Vậy cái việc tu tập của mình là phải sử dụng cái năng lượng, khả năng tác ý ở trong con người của mình đó, hàng ngày, từng chút một. Tức là mình phải tập tác ý như lý, tức là như lý tác ý, chứ đừng có phi như lý tác ý. Tức là tư duy một cách chân chính, tức là chánh tư duy chứ không phải tà tư duy. Tức là bước thứ nhất là mình phải huấn luyện cho được cái suy tư của mình nó theo ý mình muốn. Tức là mình phải hướng cái năng lượng của dòng sông nó chảy theo cái hướng của mình muốn. Mình phải hướng cái năng lượng mặt trời nó đi theo cái hướng mà mình muốn. Chỗ này là có hoa nè, thì cái năng lượng mặt trời nó nên chiếu xuống đây. Chỗ này là có hoa nè, thì cái dòng sông nó lên chảy tới đây. Chỗ này là có hoa nè, thì cái người tưới nước ở trong vườn phải tưới vào chỗ hoa. Chỗ này có cỏ nè, là mình tránh nó đi. Nếu không mình tưới nước vào cỏ thì cỏ sẽ lớn lên. Thì trong tâm mình nó có những cái hạt giống thiện và bất thiện. Cái vườn tâm của mình nó đầy đủ những hạt giống ác và thiện, tốt và xấu, đúng và sai ở trong đó. Thì cái năng lượng không nó chưa đủ, phải có trí tuệ để sử dụng năng lượng đó. Bởi vì từ khi mình làm cái việc đúng thì cái việc đúng nó không bao giờ diễn ra với mình. Tức là cái việc đúng nó diễn ra với mình như là kết quả khi mình làm cái hành động là cái nhân là đúng đắn. Đó là luật nhân quả. Thì cái mình thiếu ở đây á, không phải là năng lượng, không phải là trí tuệ. Trí tuệ bản thân mỗi con người đã có, nhưng do đám mây cũng mê mờ nó che một cái tạm thời. Và năng lượng con người của chúng ta là khả năng suy tư về quá khứ, tưởng tượng về tương lai, nghĩ ngợi ở hiện tại. Con người ai cũng có khả năng suy nghĩ đó hết, không có thiếu. Cái mình thiếu đó là định lực, thiếu khả năng định. Ở trong giới định tuệ, tất cả chúng ta đều biết khả năng của mình để cái tâm vào một đối tượng rất là khó. Mình vừa ăn, mình vừa xem điện thoại, mình vừa nói chuyện với người A, nhưng mà mình vừa nhắn tin nhắn với người B. Tâm của mình một lần vừa nghe, vừa thấy, vừa nói chuyện, vừa suy tư, vừa làm hành động này, thân ở đây, nhưng tâm mình ở ngoài kia suy nghĩ về đối tượng khác.
là cái tâm mình nó luôn thực tập trong từng phút giây hàng ngày. Thậm chí trong lúc mình ngủ, nó cũng không để cho mình ngủ mà mình mơ. Mình thực tập cái cách là chia chẻ và để cho cái thân tâm nó luôn xa rời nhau. Cái mình muốn là muốn trụ cái tâm, nhưng hàng ngày mình thực tập là điều ngược lại, đó là cho cái thân tâm nó bị cách biệt. Thì mình thực tập cái gì, tự động những kết quả nó sẽ giỏi, nó sẽ hoàn hảo về cái thứ đó. Để cho cái tâm của mình nó có được cái khả năng như lý tác ý, tức là suy nghĩ và tưới tẩm cái năng lượng hướng về cái đối tượng tốt đẹp, là những hạt giống thiện lành á. Thì cái việc của mình hàng ngày phải làm đó là làm lớn lên cái định tâm của mình. Định tâm tức là cái cổ xe của cái cuộc đời của mình, cái tay lái của xe cuộc đời của mình nó phải vững chãi, và cái tay của người cầm tay lái phải vững chãi để mình lái theo cái hướng mình muốn. Nếu không cái xe nó sẽ đẩy mình vô bụi. Thì cái định tâm đó nó giống như là cái khả năng lái xe của một người vậy đó, cái khả năng giữ cái vô lăng tay lái của cuộc đời mình vậy đó. Đó là mình nên biết, với cái định tâm mà yếu đi á, thì cái tâm nó sẽ dẫn mình đi tới cái nơi mà mình không thích, và đau khổ sẽ biểu hiện. Và việc của mình là hãy làm ngược lại, đó là hàng ngày hãy dành ra thời gian để thực tập định tâm. Tức là làm sao? Hãy để tâm của mình trọn vẹn trong mỗi một hành động mình làm, trong mỗi khoảnh khắc. Tức là khi hành động thì đừng có suy nghĩ, và đừng có làm hai hành động cùng một lúc. Ăn thì ăn, đừng có ăn mà vừa xem vừa nghe những cái thứ khác, dù đó là nghe pháp. Hãy đi thì đi, chứ đừng có vừa đi mà vừa tập thể dục mà vừa suy nghĩ. Hãy vừa có mặt cho người mình thương hay người bên cạnh, hãy có mặt một cách trọn vẹn, chứ đừng có mặt phân nửa. Đừng có vừa ngồi nói chuyện với người A mà vừa lấy tin nhắn điện thoại ra nhắn cho người B. Sự có mặt của mình là nên hiến dâng một cách trọn vẹn, và đừng có bị sức mẻ cái sự có mặt đó. Tức là khi mình giao tế với người, mình vẫn có thể nuôi lớn cái định tâm. Khi mình ở một mình thực hiện một hành động, mình cũng có khả năng nuôi lớn cái định tâm. Mình thực tập cái gì thì cái đó nó sẽ trở nên hoàn hảo. Và hàng ngày thì mình không thực tập cái định tâm mà mình để cho tai mắt, cái mũi lưỡi và thân ý mình nó phân tán ra khá nhiều những cái đối tượng khác nhau, mà mình lại muốn cái tâm mình nó định để mình ngủ ngon, điều đó không thể có được. À, vậy cái sự tu tập ở đây là trước mình phải nuôi lớn cái sự định tâm của mình, là chánh niệm tỉnh giác trọn vẹn thân tâm vào mỗi khoảnh khắc ở trong hiện tại sẽ làm lớn cái định tâm. Đấy, mình để ý một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần cho đến hai ba tuần, cho đến một tháng và hai ba tháng, cái định của cái tâm nó sẽ bắt đầu xuất hiện. Này rất quan trọng. Khi cái định nó sâu rồi thì bắt đầu mình mới có khả năng thiền tập sâu hơn và đi vào các cái tầng thiền của đại định. Còn cái định mà ngoài tâm mình không loạn, trong tâm mình không có động, thì đó gọi là cái tự tánh của định. Tự tánh của định đó thì chỉ có bậc ngộ đạo, sau khi thấy đạo, tu đạo và ngộ đạo, thể nhập đạo rồi mới sử dụng được cái năng lượng định của tự tánh đấy. Còn hàng ngày là mình phải có ít nhất cái định của cái tâm, để cái tâm vào một đối tượng trong một khoảng thời gian nhất định mà mình mong muốn. Thì cái cách đặc biệt ở đây là mình đừng có để cái tâm nó ra ngoài cái thân trong một khoảnh khắc hiện tại đang làm một hành động gì đó. Mình hay dạy đứa con của mình, hay người học trò của mình, hay bạn bè của mình rằng chú tâm vô nha, định tâm vô nha, tập trung vô nha, làm cái việc đó hết lòng vô nha. Khi mình đi học, ai cũng dạy cho mình là phải tập trung thế này thế kia, nhưng không có dạy cái phương pháp cụ thể làm sao để định, làm sao để tập trung. Cái này là sự thiếu sót. Và trong hàng ngày thì làm ngược lại, đó là để cái tâm nó bị loãng đi và nó bị phân tán bởi rất là nhiều những cái đối tượng của tai mắt mũi lưỡi bên ngoài. Đấy. Thì cái việc định tâm, cái mấu chốt ở đây là rất dễ chứ không khó, nhưng mà phải kiên trì, đó là để cái tâm vào một đối tượng trong mỗi khoảnh khắc trọn vẹn. Và cái yếu tố thứ hai đó là cái tinh tấn. Tinh tấn là cái năng lượng nỗ lực để tâm của mình trong một đối tượng mỗi ngày nhiều hơn. Ví dụ hàng ngày sáng dậy, mình thức dậy, mình sẽ giật cái mùng ra và một cách vội vã bước chân xuống và đi giống như là bị ma đuổi vào nhà vệ sinh và làm những hành động giống như robot. Thì bây giờ mình một cách tỉnh giác và định cái tâm vào, khi mình vừa thức dậy lấy cái mình ra một cách nhẹ nhàng, ngồi hít thở sâu trong khoảng 5-10 phút, và từng cái hành động của mình bắt đầu trọn vẹn vào, bước xuống biết, đi vào nhà vệ sinh biết, nhìn lên cái gương biết, và từng cái động tác đó mình hết lòng bỏ cái tâm vào cái thân vào. Bình thường là mình không có rửa chén buổi sáng, bây giờ làm thêm một hành động nữa và để cái định tâm vào trong hành động đó, là sau khi ăn cơm mình tự rửa cái chén. Thì cái chén mà mình rửa đó là cơ hội để cái sự tinh tấn của mình nó bỏ thêm cho một hành động mới mà mình làm.
Điều này rất là tuyệt vời. Và mỗi ngày mình làm nhiều hơn một hành động, và mình thực tập bỏ cái tâm mình vô trong hành động đó, gọi là thực tập cái định tâm. Và như vậy thì mình không thấy cái việc làm quét nhà, rửa chén, giặt đồ, hay là làm thêm một việc gì ở trong nhà cảm thấy bị nạnh hẹ, hay là cảm thấy bị phân biệt đối xử. Nó trở thành một cái đối tượng để cái tâm định của mình nó được nuôi dưỡng lớn lên. Rất là tuyệt vời. Đó là cái yếu tố thứ hai của cái định tâm, để hướng dẫn cái tâm theo ý của mình muốn, là như lý tác ý. Để cho cái định tâm mình nó được nuôi lớn một cách dễ dàng thì cái thân này phải hỗ trợ. Cái thân này hỗ trợ như thế nào, kính thưa quý vị? Cái việc thứ ba là phải giữ giới. Giữ giới là sao? Giống như một cái chai nước này, ta có một cái khoảng thời gian 24 tiếng đồng hồ của một ngày. Trong 24 tiếng đồng hồ đó, ta có một cái khoảng năng lượng 100% ở trong cái thân này. Thì cái người mà sáng suốt á, nên sử dụng cái năng lượng và thời gian giới hạn này vào cái mục đích đúng đắn theo ý ta muốn. Thì cái bậc giác ngộ giống như Đức Thế Tôn là cái người đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ tối thượng, để chỉ cho chúng sanh, và đặc biệt là loài người chúng ta biết đâu là cái việc nên làm và đâu là cái việc không nên làm. Tức là chỗ nào mà ta đổ cái năng lượng vô thì chỗ đó nó, cái đối tượng nó sẽ lớn lên. Khi hằng ngày mà ta nghĩ đến cái chuyện ái ân nam nữ nhiều thì ta sẽ rất là lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, mất người thương. Khi mà ta nghĩ đến cái chuyện trộm cắp nhiều thì tâm ta bất an. Khi ta nghĩ đến cái chuyện sát hại, bạo động thì ta sẽ bị nuôi dưỡng lớn cái hận thù. Ta sẽ tiêu hao cái năng lượng một cách phí phạm, và mình khổ, người khổ. Như vậy cho nên Phật mới dạy là giữ giới. Giữ giới tức là tránh làm một số điều, tức là tránh đổ năng lượng của mình vô một số hành động, bởi vì nó sẽ phí phạm và nó tạo ra đau khổ nữa. Và ngược lại, làm một số hành động để tạo ra công đức và phước đức, để cái công đức phước đức đó nó nuôi lớn cái định tĩnh, cái trí tuệ, chánh niệm của mình. Ví dụ ta bỏ 50% năng lượng vào cho người ta thương yêu, 50% năng lượng ta làm việc thiện, là ta có 100% trọn vẹn năng lượng mà theo ý ta muốn. Nếu không, ta bỏ cái năng lượng của ta vào những cái việc làm sai lầm, ví dụ như rượu chè, ăn uống nhậu nhạc, tàn phá, sát hại, tức là phạm vào năm giới. Tức là cái thân này với cái thời gian 24 tiếng đồng hồ và cái năng lượng tác ý suy nghĩ về nó đi toàn là làm những cái chuyện bất thiện không, thì cái năng lượng nó bị phí phạm, và cái kết quả sau này của cái việc làm hiện tại sẽ làm cho mình đau khổ và thất vọng. Vậy việc của mình là khi mà mình đổ cái năng lượng nước này vô một đối tượng thì cái đối tượng nó sẽ lớn lên. Khi mình đổ cái năng lượng nước này vô cái đối tượng hoa thì hoa sẽ lớn, đổ vào cỏ thì cỏ sẽ lớn. Đối tượng đó là cỏ hay là hoa thì mình phải phân biệt, cái đó gọi là trí tuệ. Bằng trí tuệ mình lựa chọn ra một số việc nên làm và một số việc không nên làm. Một số việc không nên làm là cụ thể năm giới: đừng sát hại, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh, đừng nói dối và đừng rượu chè. Bởi vì cái năng lượng của mình nó có giới hạn 24 tiếng đồng hồ. Nếu ta bỏ vào những cái việc làm hành động phạm vào ngũ giới này thì cái năng lượng nó bị phí, và cái kết quả nó tạo ra là mình đau khổ. Tức là những việc không nên làm. Những việc nên làm là sao? Làm những cái việc ngược lại là tu cái hạnh ba la mật, là làm lớn lên cái barami của mình, cái phúc đức và cái công đức của mình. Tức là thay vì mình sát hại thì mình đi cứu giúp, bảo vệ sự sống. Thay vì mình trộm cắp thì mình đi giữ gìn của cải của mình và của người. Thay vì mình tà hạnh thì mình chung thủy. Thay vì mình nói dối thì mình nói lời chân thật. Mà nói lời hung ác thì mình lại nói lời nhẹ nhàng, từ ái, thấu hiểu. Mà nói lời chia rẽ thì mình nói lời hòa giải, truyền thông kết nối. Thay vì mình nói cái lời không đúng nơi đúng chỗ thì mình nói một cách có giá trị, nó đúng lúc, đúng người, đúng chỗ, đúng nơi. Thì cũng là cái dạng năng lượng đó. Nhưng mà một người trí tuệ sử dụng năng lượng một cách sáng suốt thì họ sẽ không làm một số việc mà Phật dạy gọi là giữ giới, và họ làm một số việc mà nó sẽ nuôi lớn lên cái công đức lành của họ, được gọi là tu hành. Đã. Thì cái năng lượng đó bỏ vào trong cái việc ngồi thiền, tụng kinh, sám hối, lạy Phật, đi giúp đỡ từ thiện, giúp người, cứu vật, bảo vệ muôn loài, gọi là giữ giới. Thì ta chỉ cần thực hiện ba cái điều này trong cái đời sống hàng ngày thì đó gọi là tu tập: một, giữ giới; hai, như lý tác ý; ba, định tâm. Thì định tâm nó làm cho cái ý của mình theo ý mình muốn. Và để định tâm được thì mình đừng có làm những cái điều mà lương tâm mình hối hận, và mình làm những cái điều mà cái tâm mình nó hoan hỷ do công đức mình nó nhiều.
Rồi cái yếu tố cuối cùng là trí tuệ trong cái giới định tuệ. Thì tuệ là kết quả tự nhiên sau khi giới thành tựu, như lý tắc ý thành tựu và định tâm thành tựu. Đó là cái tiến trình tu tập A-mi-đà.